Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri cảnh báo, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, chú ý 4 tháng âm lịch này, kẻo đại hạn triền miên, nợ nần không trả nổi, vỡ nợ trắng tay trong năm 2024 âm lịch. Cuộc đời này cho ta những niềm vui, thì có lúc sẽ nếm mùi đau khổ, bởi dòng đời không đứng yên một chỗ, cuốn ta vào trong một mớ bòng bong. Có nắng vàng thì sẽ có mưa rông, sau đêm đen rồi hừng đông sẽ tới. Theo quy luật cũng chẳng cần chờ đợi, kiếp con người cứ vời vợi mông minh. Quý cô bác Kỷ Dậu thân mến, cuộc sống được ví như một đại dương mênh mông, nó lắng đọng giữa những con sóng sâu bờ, lúc thì yên ả lạ thường, lúc thì ào ạt dữ dội. Số phận cuộc đời được ví như một bức tranh được phác họa, nên từ từ khi sinh ra nó bao gồm giữa những sầu thương của đời người, đôi khi lại khéo léo nở rộ như những đóa hoa đỏ rực. Trong cuộc đời của Kỷ Dậu 1969, sẽ có rất nhiều bà hàng xóm, rất nhiều bạn thân nằm gầm giường mà cô bác không biết mặt, rất nhiều anh chị em kể lại từng chơi cùng Kỷ Dậu mà Kỷ Dậu chưa từng gặp, xong rồi họ bắt đầu mổ xẻ cuộc đời Quý Dậu, kể lể câu chuyện về Quý Dậu, đàm luận về hành động hành vi lối sống công việc sự tình của Quý Dậu. Bán hàng thì chả bao giờ thấy họ mua mà họ cứ chê, công việc chẳng bao giờ ký kết với họ mà họ bảo mình bần tiện, tình cảm chả bao giờ quen họ mà họ kể lể mình phụ bạc, lừa tình lọ lọ trai trai. Ô hay, kiểu ở đâu thế nhỉ? Cơ mà ử thì cứ kệ thôi, nếu thị phi điều tiếng, nói ra nói vào là điều không thể tránh khỏi, thì cứ bơ đi mà sống, miễn ta không sai, miễn ta không thẹn, miễn ta không mông lung, miễn ta không hèn mọn, thì có gì mà cần phải quan tâm. Còn đâu khi ta đói họ không cho ta ăn, khi ta khó họ không đưa tay giúp, khi ta mỏi mệt họ không cận kề động viên an ủi, thì tư cách gì mà phán xét cuộc đời Kỷ Dậu. Nếu cuộc đời mỗi 1969 là một cuốn sách, Kỷ Dậu sẽ tự gọi cái thời điểm hiện tại mình đang ở với cái tên thế nào, một cái tên trương hoàn mỹ cầu kỳ, hay đơn giản chỉ đi sâu vào sự thật mình đang phải đối diện. Có những Kỷ Dậu có thể sẽ đặt tên chương hiện tại của 2023 là năm tháng tái tạo lại chính mình, hay chặng đường xây dựng cuộc đời, hay cũng có thể là cuộc chiến với chính tôi, hoặc sự trở lại của mảnh tinh thần đã vỡ. Minh Đường Tử Vi thích nhìn xa hơn một tí, trông rộng hơn một tẹo, và nếu có thể sẽ giản đơn là bốn chữ, Kim Dậu hóa Phượng, hay hoa mỹ hơn tí là Phượng Hoàng Niết Bàn. Truyền thuyết của Đông Phương, một trong các thần thú đứng đầu là Phượng Hoàng, kiêu hãnh, kiêu sa, kiêu kỷ, tình mỹ, cùng khả năng vô hạn trùng sinh khi đến điểm cuối của Phượng Sinh, tự thiêu bản thể già nua của chính mình, Niết Bàn trọng tổ, tân sinh lại từ đầu. Kỷ Dậu đoạn này cũng tương tự như vậy, khi mọi thứ trong cuộc đời của con gà này đã đi đến cuối, cũng là lúc bản thân họ cần phải chấm dứt vài điều, kiến tạo lại vài thứ, xử lý tàn dư của quá khứ, cũng như bắt đầu lại vài điều kiến lập. Có thể nói ở thời điểm của tháng 12 âm năm 2023, cũng chính là lúc Kỷ Dậu có thể chờ mình, lật một tiếng hót vang vọng trời xanh, bắt đầu cuộc hành trình gà hóa phượng. Khi thời vận về, khí vận tới, cho Kỷ Dậu được nhiều điều thuận may, nên nếu Kỷ Dậu đang nợ nần, đừng có buồn, cứ nghèo một cách bình tĩnh, tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính. Kỷ Dậu hãy tin vào khả năng của chính mình và đừng quên Kỷ Dậu mang cái tư duy tiền chỉ là một con số. Chậm hay nhanh, may hay sau cũng làm lại ra được cả. Nếu đang bị trời đánh, hành vì tình cảm, quý cô bác cứ nhớ rằng có một câu nói kinh điển như thế này: tin tưởng ai đó là quyết định của bản thân, chính bản thân ta, chứng tỏ rằng ta chọn sai, là lựa chọn của bản thân họ. Minh Đường Tử Vi biết là một Kỷ Dậu bản mệnh luôn có chí và tìm cách vươn lên. Không khó để nhận thức rằng câu chuyện cuộc đời của Kỷ Dậu sẽ là thứ để mua vui cho người đời. Khi cô bác thắng lắm người rẻ bĩu môi,
Khi cô bác làm thua nhiều kẻ hả hê thỏa mãn, khi cô bác im lặng không để bụng, lại nhiều sự xì xào thị phi, thay vì phải gào thật to, thay vì phải hét thật lớn để chứng tỏ chính mình, cứ im lặng mà làm, cười nhạt một cái, mặc kệ người đời và chỉ đồng hành thực sự cùng người có tâm, có tầm, có trí và đồng điệu tư duy. Có thể nói rằng, Kỷ Dậu sẽ được thở phào nhẹ nhõm vì sắp hết năm Kim Lâu, sang năm Giáp Thìn 2024 mọi việc sẽ thuận lợi dần lên. 2025 là điểm công thành danh toại, nên Kỷ Dậu cần có tầm nhìn xa một chút, cần có chiến lược dài một tẹo, cần có sự kiên trì mạnh tâm để động viên bản thân và những người xung quanh một tí, vì lắm con gà lạc đường, sẽ gục ở cuối năm này mất thôi. Dù quý cô bác Kỷ Dậu đang ở đâu, dù cô bác Kỷ Dậu đang làm gì, dù cô bác đang mong muốn gì, hay hoàn cảnh đang trông gai thuận lợi ra sao, Minh Đường Tử Vi cũng chỉ muốn nói rằng, xin cô bác Kỷ Dậu hãy cố gắng đợi đến thời điểm hết năm 2023 này đi. Khi nắng lại về, khi gió lại thuận cho 1969 được nhiều điều hanh thông, ngộ ra nhiều điều mới mẻ. Đôi nét về tính cách của tuổi Kỷ Dậu 1969, theo can chi ngũ hành. Quý cô bác thân mến, theo tử vi thấy rằng, quý cô bác Kỷ Dậu là người thông minh, nhanh nhẹn, nên đường sự nghiệp của họ khá thuận lợi. Họ cũng là người có tham vọng lớn, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Nhờ đó bản chủ thường đảm đương vị trí quan trọng trong tổ chức, họ có sức sống mãnh liệt, có thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách êm đẹp. Họ cũng là những người có tham vọng lớn, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, họ cũng có thể trở nên kiêu ngạo và khó chịu khi gặp phải những thất bại. Nếu bạn là nam mạng sinh năm Kỷ Dậu 1969, cô bác có thể độc lập và không thích nhờ vả người thân. Nam mạng là người thông minh, nhanh nhẹn, nên đường sự nghiệp của bạn khá thuận lợi. Có thể nói cô bác Kỷ Dậu cũng là người có tham vọng lớn, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Nếu là nữ mạng sinh năm Kỷ Dậu 1969, những người phụ nữ tuổi này là người đảm đang, lo lắng cho công việc của gia đình. Cô bác luôn bận bịu và vất vả giống như loài gà thức dậy và mỗi sớm mai để kiếm ăn. Có thể nói nữ mạng Kỷ Dậu là kiểu người phụ nữ truyền thống, yêu thương và chăm lo cho gia đình của mình. Nếu ai đó có được tình yêu của Kỷ Dậu quả thực là người may mắn đấy. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024. Về công danh sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024 này, bản mệnh tuổi Dậu 1969 sẽ có nhiều may mắn trong công việc. Điều này cũng không quá ngạc nhiên, khi quý cô bác Kỷ Dậu luôn kiên trì, vững vàng giúp bản mệnh đón nhận được nhiều cơ hội mới. Tử vi cũng thấy rằng, sự nghiệp tuy không có những bước phát triển đột phá, nhưng đổi lại được bền vững, chậm mà chắc. Tất nhiên không phải thời điểm nào trong năm cô bác cũng gặp vạn sự như ý. Đôi khi công việc khó tránh khỏi những rắc rối xảy ra, nhưng với kinh nghiệm vốn sống xã hội đã tích lũy được nhiều năm, với những chuyện còn con Kỷ Dậu không phải quá lo lắng. Tử vi thấy rằng, năm nay bạn cứ đi chậm mà chắc, thì cơ hội thành công cao hơn là chạy theo xu thế thị trường. Muốn phát triển thì hãy phát huy điểm mạnh của bản thân. Chỉ cần quý cô bác bình tĩnh, tin tưởng, không ngại vất vả để giúp đỡ đồng nghiệp, mọi người xung quanh giải quyết vấn đề thì may mắn sẽ tự tìm đến. Tử vi về phương diện tài chính. Trong năm 2024 cho thấy, tình hình tài chính Kỷ Dậu có sự tăng tiến, dưới sự tương trợ của các tinh vây quanh. Những khoản tiền tích lũy từ thời trẻ đến nay vẫn đều đặn sinh lời, công việc có sự gia tăng về thu nhập, xứng đáng với những nỗ lực kiên trì của bản mệnh. Thêm vào đó, nhờ có cục diện nhị hợp và các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh dễ được phân công những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt thì không những được khen thưởng mà còn có thể được thăng chức, tăng thưởng, tăng lương trong thời gian tới. Ở độ tuổi 56 cũng chẳng còn sung sức như còn trẻ nữa, quý cô bác nên quản lý tài chính bản thân cẩn thận bằng cách lựa chọn trong chi tiêu. Quý cô bác cũng chỉ nên chi tiền cho những việc thật sự quan trọng. Hãy tạo ra các tài khoản cá nhân để phục vụ hai mục đích, chi tiêu theo mong muốn hoặc theo nhu cầu cần thiết. Bằng cách đó, việc kiểm soát tài chính sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, quý cô bác Kỷ Dậu cũng có thể xem xét đến việc ký kết thêm hợp đồng hoặc mở rộng quy mô buôn bán, kinh doanh sản xuất trong năm này. Có thể quý cô bác sẽ phải hơi vất vả một chút, song làm đến đâu thấy kết quả đến đấy, cô bác sẽ thấy công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Về sức khỏe. Bước sang tuổi 56, quý cô bác cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Cơ thể khỏe mạnh giúp quý cô bác có đủ sức lực để theo đuổi những ước mơ và mục tiêu của mình. Dù có bao nhiêu tiền bạc, nếu không có sức khỏe, cô bác sẽ không thể tận hưởng được cuộc sống. Để duy trì sức khỏe tốt, tử vi nhắc nhở bản mệnh cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và giảm thiểu stress trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy lập kế hoạch thể dục thể thao,
ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh. Tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể nam Kỷ Dậu xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Về tình duyên, gia đạo. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của năm tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ đầm ấm. Bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù thế nào đi nữa, cô bác cũng nhớ kỹ rằng gia đình là nơi chúng ta cảm thấy an toàn nhất, cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào. Chúng ta cố gắng đến vậy đều là vì cho người thương yêu có cuộc sống tốt hơn. Gia đình không hòa thuận thì nỗ lực cũng thành vô ích. Cô bác làm nhiều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có. Do đó, cần phải giữ liên lạc với gia đình, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn. Bận đến mấy cũng không được bỏ qua những người đang mong ngóng mình từng ngày. Minh Đường Tử Vi cũng nhận thấy rằng, đối với cô bác Kỷ Dậu dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm, thấu hiểu và bao dung cho con cháu trong nhà. Khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực, cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của các bạn trẻ. Với độ tuổi ẩm ương, lại càng cần sự mềm mại từ chính bạn để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng, đón năm mới thêm an vui. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về, thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên, đó là tháng riêng âm lịch, tháng Bính Dần. Tuổi Kỷ Dậu chú ý một vài khó khăn trong công việc, cần chú ý kẻ tiểu nhân hãm hại. Trong tháng được tam hợp che chở, công việc và tài lộc đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Với những người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý, tháng này nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Dậu có thể khiến vận trình biến động theo chiều hướng khó đoán biết. Sẽ có lúc thăng hoa, nhưng cũng có khi tụt dốc, thăng trầm bất định, có khi đón tin vui nhưng cũng có khi vấp phải trở ngại, gặp xui xẻo muộn phiền. Đặc biệt, bạch hổ hung tinh rình rập, cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Tuổi Dậu cũng có thể gặp rắc rối nơi công sở do va chạm với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời. Tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh. Chuyện tình cảm trong tháng tương đối ổn định, người đã có đôi thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên quý cô bác cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác, tránh để hiểu nhầm phát sinh. Về sức khỏe của bản mệnh trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, nên cần chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Quý cô bác nên ra ngoài ít nhất có thể, tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình. Tháng hạn tiếp theo là tháng 4 âm lịch, tháng Kỷ Tỵ. Tháng này bạn hay bị cám dỗ lay động của kẻ xấu, chớ nên quá dễ dàng theo lời ngon tiếng ngọt của người khác mà dễ dãi với miệng đời. Tử Vi thấy rằng, về công danh sự nghiệp của Kỷ Dậu, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm tử, sự nghiệp khó có thể đạt được những bước tiến lớn, thậm chí bạn còn phải tìm cách để thường xuyên khích lệ bản thân. Quý cô bác cũng đừng vì khó khăn nhất thời mà nghĩ đến việc từ bỏ. Nếu có công việc nào vượt quá khả năng giải quyết, bạn cũng có thể xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, không nên một mình ôm hết mọi vấn đề. Trên phương diện tài lộc nhìn chung cũng chưa có bước phát triển đáng kể, con giáp này cần cố gắng hoàn thành cho tốt những dự án còn dang dở. Như vậy thì bạn mới đảm bảo được mức thu nhập ổn định, còn nếu bỏ dở giữa chừng, bạn vừa tốn công tốn sức lại vừa uổng phí những khoản đầu tư đã bỏ ra từ trước đó. Theo tử vi, tháng có ngũ hành tương khắc cũng đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình tình duyên của bản mệnh. Gia đạo ít tiếng nói chung ngày một lạnh nhạt với nhau. Nếu các quan điểm bất đồng không được giải quyết nhanh chóng, khoảng cách đôi bên sẽ ngày một xa xôi hơn. Nếu còn quý trọng những gì mình đang có, quý cô bác nên chủ động hạ cái tôi xuống và thử tìm cách trò chuyện với nửa kia. Tháng hạn tiếp theo là tháng 7 âm lịch, tháng Nhâm Thân. Tử Vi thấy rằng, đây là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại,
thêm vào đó bản mệnh thường xuyên đặt cái tôi của mình lên quá cao, nên không thấu hiểu được nửa kia về đường công danh sự nghiệp của bản mệnh. Đế vượng nhập mệnh nên không ít người tuổi này trở nên cao ngạo hơn khi bản thân có thành tích, còn người khác thì không. Nếu bạn còn duy trì thái độ này thì cuộc sống của bạn sẽ lao đao vì có những người do ghen ghét mà tìm cách gây hại. Minh Đường Tử Vi khuyên quý cô bác nên khiêm tốn, vì trong thế gian còn rất nhiều người giỏi hơn bạn, chỉ là họ chưa có cơ hội để bạn gặp gỡ mà thôi. Về tài chính, trong tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của bạn, nhưng bạn lại có tin vui từ gia đình đưa tới. Tam hội ghé thăm dự báo bản mệnh được nhận nhiều sự giúp đỡ, có thể bạn sẽ nhận được sự ủng hộ và cộng tác từ nhiều thành viên khác tại nơi bạn làm việc. Về sức khỏe thì gia chủ 1969 tháng này sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Về tình cảm gia đạo, quý cô bác Kỷ Dậu được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn, tâm trạng bản mệnh cảm thấy thoải mái trong tháng này. Tháng đại hạn tiếp theo là tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Dù có gặt hái thành công cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, kẻo thành cái gai trong mắt kẻ xấu. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp cho thấy bạn là người nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng, nên có thể lãnh đạo chỉ huy mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những thành công bạn gặt hái được cũng sẽ khiến bạn trở thành cái gai trong mắt của không ít kẻ tiểu nhân. Phương diện tài lộc nhìn chung khá ổn định, bạn tiếp tục đi theo định hướng của mình từ trước đến nay thì không lo không kiếm được một khoản tiền đều đều vào túi. Tuy nhiên, trong những lĩnh vực mới thì bạn cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng tiến hành các dự án mới. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý đi xe cộ cẩn thận tránh xây sát nhẹ không đáng có. Tử vi thấy rằng bản mệnh hãy luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy cũng đừng quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì quý cô bác mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Về tình cảm, quý cô bác cảm thấy tự tin và thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ, thì lúc này bạn cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bản mệnh nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình hoặc với các cặp đôi, hai người biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời, cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Vâng, thưa quý cô bác, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi nói trên, tuổi Mậu Thân cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé. Đầu tiên, đó là tháng 3 âm lịch, tháng Đinh Mão. Tài khí khởi vượng, kinh doanh buôn bán có lộc, làm công ăn lương được đề bạt thăng tiến hoặc tăng lương, đi xa gặp quý nhân phù trợ, trong nhà có hỷ tín. Người tuổi Kỷ Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tháng 3 âm lịch này. Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó. Về công danh sự nghiệp, dưới tương trợ của nhị hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tuy nhiên, khi đã gặt hái được thành công, bạn chớ nên ngủ quên trên chiến thắng, cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, hưởng thụ trong thời gian quá dài. Lúc bạn lơ là cũng là lúc đối thủ tìm cách vượt lên. Trên phương diện tài chính, tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, thì đây cũng là lúc bạn cần tìm thêm động lực cổ vũ bản thân mình tiến lên, chớ vội vàng hài lòng với thực tại. Về tình cảm, bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó. Tốt nhất, hãy dành cho đôi bên thời gian trò chuyện lâu hơn để hiểu thêm về nhau, cuối cùng mới cân nhắc xem có nên phát triển tình cảm không. Chuyện tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhờ tác động của ngũ hành tương sinh, người độc thân thường nhận được sự săn đón của nhiều người khác giới. Tiếp đến là tử vi tháng 9 âm lịch, tháng Giáp Tuất. Tiền thu nhiều hơn chi, lúc nào cũng rủng rỉnh, hỗ trợ cả cho người thân, bạn bè, có dấu hiệu thăng tiến trong công việc nhờ một vài ý tưởng sáng tạo mới lạ. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 thấy rằng nhờ sự trợ lực của tam hội và mộc dục nên tháng này dẫu có nhiều tin vui mới, vận trình đang chuyển biến theo hướng tích cực và sẽ có những sự kiện hoàn toàn mới xảy đến không nằm trong tầm dự đoán của bạn. Về công danh sự nghiệp, tử vi tháng 9 năm 2024 quý cô bác Kỷ Dậu dự báo sẽ có nhiều cơ hội phát triển mới tại nơi làm việc trong tháng này, nhưng đừng quá vội vàng,
Dù bạn có quyết định gì thì hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra để không gây rắc rối cho bản thân. Vận sự nghiệp của người tuổi Dậu trong tháng này rất tốt, khả năng thăng tiến, tăng lương cao, nhưng họ cần phải đối mặt với nội dung công việc mới, có thể phải cống hiến nhiều thời gian và sức lực trong thời gian ngắn để xây dựng sự tự tin cho bản thân. Người tuổi Dậu nên tìm kiếm sự đột phá và phát triển về mọi mặt. Tiền bạc cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều, bởi tháng này bạn vẫn kiếm được tiền và xoay sở được để trả nợ, lo chi phí sinh hoạt cho gia đình, về các mối quan hệ. Người tuổi Dậu nên kiềm chế tính nóng nảy trong tháng này, không nên cãi vã với mọi người xung quanh vì những vấn đề nhỏ nhặt. Tuy nhiên nhiều người vẫn duy trì được sự ổn định trong mối quan hệ tình cảm, không có gì đáng lo ngại. Thái dương soi sáng giúp con đường phía trước của quý cô bác trong tháng này được mở rộng hơn. Dù có biến cố nào xảy đến thì bạn vẫn có thể vượt qua bằng sự tự tin và tinh thần lạc quan, hiếu thắng. Tiếp theo là tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Cho thấy quý cô bác Kỷ Dậu có cơ hội thể hiện tài năng hoặc khẳng định vị thế, được cất nhắc đề bạt lên vị trí tốt hơn, tài lộc gia tăng ở nhiều nguồn. Tháng 10 âm lịch, tin vui đến với Kỷ Dậu. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sinh năm Dậu, nhưng cũng có thể là giai đoạn bạn chọn sự an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều. Điều này tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Về tử vi sự nghiệp, dưới sự tương trợ của thiên ấn che chở, nên không gặp quá nhiều khó khăn nếu làm việc chăm chỉ. Với năng lực hiện tại, bản mệnh hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra, Dậu còn có cơ hội gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân. Vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Dậu có khoản ra, khoản vào, kiếm tiền đều đặn. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Về sức khỏe của quý cô bác Kỷ Dậu được dự báo sẽ tương đối ổn định trong tháng này, nhưng bạn cũng cần chú ý giữ gìn và rèn luyện để nâng cao thể chất. Hãy sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo có đủ giấc ngủ và sức khỏe. Những người tuổi Dậu sẽ có những thăng trầm trong vận trình tình cảm trong tháng 10. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc và dẫn tới rạn nứt. Nhưng nếu hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Quý vị thân mến, cuộc sống khi gặp khó khăn, nếu chúng ta có thể từ trong nội tâm đối xử tốt với bản thân mình, thì những phiền não, buồn rầu cũng chỉ là một lớp hóa trang của hạnh phúc và quà tặng. Để cho tư duy rõ ràng, minh mẫn, đem dục vọng hạ ép xuống, thì cơ hội cũng nhờ đó mà mở rộng trước mắt ta. Thứ nhất, học cách khiến bản thân yên tĩnh, khiến bản thân trở về với hư không. Quý cô bác thân mến, cuộc sống này luôn chuyển động từng giây, từng phút, chưa lúc nào và cũng sẽ không bao giờ ngừng lại. Và mỗi con người đều bị cuốn xoáy vào dòng chảy đầy cạm bẫy, chông gai, khó khăn và thử thách này. Có lúc bạn tưởng mình gục ngã, có lúc bạn thấy mình mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không thể nào buông. Hãy nghỉ ngơi, hãy để tâm hồn mình được tĩnh lặng, lắng đọng mà suy mẫm về cuộc đời. Bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Lúc đó bạn sẽ thấy lùi một bước biển rộng trời cao. Thứ hai, học cách yêu bản thân mình. Bản thân bạn phải luôn ở trạng thái tốt nhất thì mới có năng lượng đi yêu người khác. Bạn không thể mong chờ người khác yêu thương mình khi bạn còn chưa biết cách tự yêu chính bản thân mình. Vì thế, trước khi biết yêu một ai đó, hãy học cách tự ôm lấy mình, thấu hiểu chính mình. Nếu bạn có đủ năng lực nhất định phải cố gắng hết sức giúp đỡ đối với những người tìm đến bạn. Như vậy bạn cũng đạt được mấy phần vui vẻ. Giúp đỡ người khác, đối xử tốt với bản thân cũng là một cách giải tỏa áp lực. Thứ ba, lúc tâm trạng phiền não, uống một ly nước lọc, mở một bản nhạc nhẹ nhàng, nhắm mắt lại nghĩ đến những chuyện xảy ra xung quanh, nghĩ về những chuyện trong tương lai. Đây cũng là một cách giúp thư giãn, bình tĩnh suy nghĩ con đường phải đi trong tương lai. Cân bằng tâm lý là điều cần thiết giúp mỗi chúng ta vượt qua mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bởi chỉ khi con người bình tĩnh, thì mọi việc trước mắt mới trở nên minh sáng và có hành động đúng. Nếu thực hiện được điều này, chúng ta sẽ luôn giữ được sự sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Thứ tư, cần phải thách thức bản thân nhiều hơn, không đố kỵ người khác, cũng không cần quá ngưỡng mộ người khác. Rất nhiều người bởi vì ngưỡng mộ thần tượng người khác mà bắt đầu biến bản thân trở thành kẻ đứng xem. Nếu càng như vậy thì sẽ càng đẩy bản thân vào vực thẳm. Bạn hãy tin tưởng rằng chỉ cần bạn nguyện ý đi làm thì bạn sẽ làm được. Mọi chuyện không phân lớn nhỏ, việc phức tạp thì biến nó trở nên đơn giản, việc đơn giản thì cũng đặt tâm nghiêm túc làm, việc khó khăn thì làm nhiều lần, thận trọng tỉ mỉ sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Thứ năm, nên đọc nhiều sách,
bởi đọc sách là một quá trình tiếp thu kiến thức hữu ích. Người hiện đại đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, quan hệ giữa người với người phức tạp vì để bản thân không lúng túng, xấu hổ trong một số trường hợp, cần đọc nhiều sách, khiến bản thân có nhiều kiến thức, cũng là một biện pháp giải tỏa áp lực. Có những người khi trong bụng trống rỗng tâm trạng sẽ không yên, bồn chồn, kiến thức cũng như vậy. Khi kiến thức thiếu hụt, đứng trước người khác bạn cũng sẽ lo lắng, thiếu tự tin. Kiến thức cũng giống như dinh dưỡng, muốn sống tất nhiên phải cần dinh dưỡng không thể thiếu. Vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông thuận lợi. Kính chúc cô bác bước sang năm Giáp Thìn gặt hái được nhiều thành công và tài lộc cô bác nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.